Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2017. Đến với chương trình bản tin VATV gồm có phần 1 là tin quan trọng sáng nay. Trong phần 2, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng ngày khai mạc Đại hội Sông Nguyền Thế Giới Kỳ Năm. Để bắt đầu chương trình, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng sáng hôm nay. Biển Đông, Mỹ cần một chiến lược tốt hơn đối với Mỹ chiến lược liên quan đến Trung Quốc không nên là can dự và phòng ngừa như nó đã diễn ra trong hàng thập kỷ. Xét cách hành xử đối với bên ngoài gây bất ổn, có hệ thống của Trung Quốc, thời gian cho chiến lược phòng ngừa đã qua. Chính xác hơn, trong tương lai gần, chính sách của Mỹ nên là can dự và kiềm chế. Liệu chính quyền Trump sẽ phát triển chiến lược lớn đúng đắn để đối phó với Trung Quốc và bảo vệ những lợi ích sống còn của Mỹ hay không? Trong cuộc gặp mặt đầu tiên của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 tại Palm Beach, tiểu bang Florida, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời Tổng thống Obama Max Baucus, một nghị sĩ dân chủ lâu năm của tiểu bang Montana, đã nhận định rằng nước Mỹ cần chấm dứt việc Trung Quốc đe dọa và vạch ra một chiến lược dài hạn để đối phó với sự trỗi dậy của nước này. Baucus đã bày tỏ nỗi thất vọng với sự thiếu tầm nhìn chiến lược của chính quyền Obama và sự yếu kém của họ khi đối mặt với Trung Quốc. Baucus nói, Trung Quốc có một mục tiêu dài hạn, xây dựng sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ trên sự tổn hại của Mỹ. Trái lại, Mỹ dường như thường bị phân tâm bởi những vấn đề ở Trung Đông. Ông nói, bộ máy chính sách đối ngoại của Washington có xu hướng gác vấn đề Trung Quốc lại để đối phó sau. Chúng ta hay dùng giải pháp tình thế. Chúng ta dường như không có một chiến lược dài hạn, và điều đó rất bất lợi cho chúng ta. Do đó, Trung Quốc không nhận thấy các lợi ích của họ được đáp ứng chỉ bằng việc trở thành một nhà nước thương mại khác. Bất kể kết quả có thể có tính xây dựng đến thế nào đối với việc giải quyết những căng thẳng lớn hơn, giữa các chiến lược kinh tế và địa hạt chính trị của họ thay vào đó trung quốc sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng để trở thành một nước lớn thông thường với đầy đủ các khả năng chính trị địa vị kinh tế và quân sự tất cả được định hướng hướng tới thực hiện hóa mục tiêu giành lại từ mỹ ưu thế họ từng có ở châu á như từng là một động thái mở đầu để gây ảnh hưởng toàn cầu trong tương lai vì nỗ lực của mỹ hội nhập trung quốc vào trật tự quốc tế tự do hiện nay đã tạo ra những mối đe dọa mới đối với các lợi ích quốc gia sống còn của mỹ ở châu á và cuối cùng có thể dẫn đến một thách thức mang tính hệ quả đối với sức mạnh mỹ trên toàn cầu washington cần một chiến lược lớn mới đối với trung quốc để tập trung ngăn chặn sự trỗi dậy của sức mạnh trung quốc điều tạo điều kiện cho nước này gây tổn hại đến chiến lược có ảnh hưởng đòn bẩy cao đối với mỹ và các đối tác của họ phối hợp xây dựng các khả năng chính trị sức mạnh của các đồng minh và bạn bè của mỹ ở ngoại vi trung quốc và cải thiện khả năng của quân đội và các đồng minh mỹ triển khai sức mạnh hiệu quả dọc các ranh giới của châu á bất chấp mọi sự chống đối của trung quốc cùng thực hiện tất cả trong khi tiếp tục làm việc với trung quốc theo những cách khác nhau thích hợp với tầm quan trọng của Trung Quốc với các lợi ích quốc gia của Mỹ. Sự cần, sự cần thiết phải có một chiến lược kiềm chế cố ý kết hợp các yếu tố mà hạn chế khả năng của Trung Quốc lạm dụng sức mạnh ngày càng tăng của mình, kể cả khi Mỹ và các đồng minh của họ tiếp tục tương tác với Trung Quốc về mặt ngoại giao và kinh tế, được thúc đẩy bởi khả năng cao sẽ có sự đối địch chiến lược dài hạn giữa Bắc Kinh và Washington. Trong số tất cả các quốc gia và trong những kịch bản có khả năng tưởng tượng được nhất, Trung Quốc là và vẫn sẽ là đối thủ đáng kể nhất đối với Mỹ trong nhiều thập kỷ tới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cho đến nay đã gây ra những thách thức địa chính trị, quân sự, địa kinh tế đối với sức mạnh Mỹ đồng minh của Mỹ và trật tự quốc tế do Mỹ chi phối. Thành công tiếp tục của nước này trong tương lai, ngay dù không đều đặn cũng sẽ làm sói mòn hơn nữa những lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ. Đường hướng hiện tại của Washington đối với Bắc Kinh vốn coi trọng việc hội nhập kinh tế và chính trị của Trung Quốc vào trật tự quốc tế tự do, mà phải đánh đổi bằng sự vượt trội toàn cầu và những lợi ích chiến lược dài hạn của Mỹ khó có thể trở thành một chiến lược lớn, huống chi là một chiến lược hiệu quả. Như vậy, sự cần thiết phải có một phản ứng cố kết hơn của Mỹ trước sức mạnh Trung Quốc ngày càng tăng là đã có từ lâu. Đây là một đòi hỏi khẩn cấp vì không có triển vọng thực sự nào cho việc xây dựng lòng tin căn bản, sự cùng tồn tại hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, một quan hệ đối tác chiến lược hoặc một kiểu quan hệ nước lớn mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính xác hơn, triển vọng lớn nhất có thể hy vọng là sự thận trọng và khả năng dự đoán hạn chế của hai bên. Khi sự cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung dữ dội trở thành bình thường mới và kể cả đó sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng đạt được trong giai đoạn phía trước. Mục đích của ngoại giao Mỹ trong những tình hình nguy hiểm này là giảm nhẹ và xử lý những căng thẳng nghiêm trọng vốn có giữa hai mô hình chiến lược xung đột này nhưng không thể hy vọng xóa bỏ được chúng. Như vậy, như, như vậy, sự luận bàn Mỹ Trung nên thẳng thắng ở cấp cao và riêng tư hơn so với thông lệ hiện tại, không còn các hàng quan chức chủ yếu thay nhau thuyết giáo trên bàn đàm phán ở Washington hoặc Bắc Kinh. Các bộ máy quan liêu mong muốn hôm nay làm điều họ đã làm ngày hôm qua và ngày mai làm điều họ đã làm ngày hôm nay. Do đó, không thể tránh khỏi việc các đại diện từ Washington và Bắc Kinh đều đang đưa ra những bản cáo trạng liên quan đến bên kia. Tất cả đều quen thuộc với những đề tài tranh luận không đổi và lặp lại không ngừng. Như câu tục ngữ Trung Quốc, nói nhiều mà không đi đến đâu thì giống như trèo cây để bắt cá để một cuộc đối thoại song phương cấp cao tăng cường giữa washington và bắc kinh có thể thành công nó nên tránh tập trung chủ yếu vào hành xử được cho là giả dối của bên kia chẳng hạn không sự linh án nào của mỹ đối với các thông lệ về nhân quyền của trung quốc bí mật hoặc công khai mà do đó sẽ tác động đến các chính sách của bắc kinh kể cả đối với hồng kông và không mức độ phàn nàn nào của trung quốc sẽ khiến Mỹ làm suy yếu các hệ thống liên minh không thể thiếu đối với việc bảo vệ những lợi ích quốc gia sống còn của họ. Cũng không bên nào có khả năng sẽ thừa nhận chiến lược lớn thực sự của mình đối với bên kia. Dù thế nào, tranh chấp cục bộ theo thời gian sẽ góp phần vào làm tồi tệ thêm một cách có hệ thống quan hệ song phương Mỹ-Trung. Đối với Mỹ, Bài kiểm tra kỹ lưỡng từ sự trỗi dậy của sức mạnh Trung Quốc có khả năng kéo dài hàng thập kỷ và là không thực tế khi tưởng tượng rằng chiến lược lớn của Trung Quốc đối với Mỹ sẽ phát triển theo một cách ít nhất trong 10 năm tới. Chấp nhận sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình và an ninh châu Á. Thay vì tìm cách giảm bớt chúng một cách có hệ thống, do đó câu hỏi trọng tâm liên quan đến tương lai của châu Á là liệu Mỹ sẽ có ý chí chính trị, các khả năng địa kinh tế, quân sự và ngoại giao. Quan hệ gần gũi không thể thiếu với các đồng minh hiệp ước và quan trọng là chiến lược lớn đúng đắn để đối phó với Trung Quốc nhằm bảo vệ những lợi ích quốc gia mang tính sống còn của Mỹ hay không. Đáng tiếc, chính quyền Trump đã bắt đầu một khởi đầu phản tác dụng về vấn đề này, đặt sang một bên việc trước đó, Tổng thống từ bỏ một cách đáng tiếc các liên minh của Mỹ ở châu Á và châu Âu. Cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Đài Loan và sự nghi ngờ của ông về chính sách Một Trung Quốc, việc chính quyền Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một cú đánh nghiêm trọng vào việc triển khai sức mạnh Mỹ ở châu Á và là một món quà cho các kế hoạch bá truyền của Trung Quốc trong khu vực. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng Pence, Mattis, Tillerson, Kelly, Pompeo và McMaster tất cả đều xuất sắc và đều có thế giới quan điểm hiện thực bảo thủ sẽ thuyết phục Tổng thống thông qua một chiến lược kiềm chế dài hạn đối với Trung Quốc